Chào các bạn, hôm nay mình sẽ nấu phở bằng cái nồi này, nó gọi là Instant Pot and nó rất là dễ làm và tiện. Thì hôm nay mình sẽ làm phở đuôi bò với cái này là thịt flank. Mình sẽ cho gừng và hành, thường mình sẽ cho cả celery và celery tiếng Việt là gì nhỉ? Chắc là mình sẽ phải 1 phút quên mất từ cho cà rốt và celery nữa, nhưng mà mình hết rồi nên mình sẽ dùng sẽ cho tạm thế này đi. Hành và gừng, hành mình để nguyên củ tại vì để nguyên củ thì nó sẽ không bị vỡ vụn ra lúc gì mình nấu. Mình sẽ lấy ra, mình sẽ không để ở trong. Ok, thì mình sẽ cho vào cái instant pot này 30 phút. 30 phút sau mình sẽ có một nồi phở rất là ngon và tuyệt vời. Sau đó mình chỉ cần nêm nếm thôi. Thì sau 30 phút mình sẽ thêm các gia vị như hoa hồi và các loại hạt khác cho phở mình rang và nướng lên. Xong mình cho vào khoảng, nếu mà mình muốn bật nồi lên ấy, thì khoảng 5 phút. Còn nếu mình không muốn bật thì cứ để đấy ngâm một chút, 10 phút, 15 phút. Sau đó mình sẽ lấy hết ra và mình ăn thôi. Hôm đó thì rất là ngon. Can't wait. Nào, bây giờ mình cùng cho vào bật nồi lên nhá. Nó là cái nồi này các bạn này, nó là Instant Pot. Thì mình sẽ dùng chế độ multi-grain 30 phút. Thì sau 30 phút thì mình sẽ có một nồi phở rất là ngon. Mình sẽ đã nấu nhiều lần rồi và rất là nấu như vậy là tốt nhất. Còn có chế độ súp đây, nhưng mà súp thực ra nó rất là lâu, 1 tiếng mấy, mà mình cảm thấy nó không cần thiết. Ok. Ok, đây là mình đã cho vào nồi đây rồi các bạn nha. Bây giờ mình sẽ đóng nắp lại. Mình cũng không quên cho một xíu muối vào đây cho thịt nó đậm đà. Đó, thế là xong. Đây là các gia vị mình sẽ nướng lên. Các bạn có thể cho vào cái giấy bạc các bạn cho nướng cũng được. Nếu các bạn thích có mùi hành nướng, các bạn cho cả hành vào nướng nhé. Thì đây có hạt mùi, có quế, có hoa hồi và đây là vỏ cam. Mình sẽ nướng trên cái chảo này và khi nào sau 30 phút mình sẽ cho vào cái túi túi gọi là túi vải, xong rồi để 5-10 phút là mình sẽ lấy nước phở ra cho nồi nhỏ mình nêm nếm, thế là mình sẽ có một bát phở rất là ngon. Trong lúc chờ đợi phở chín, nước phở chín, nước dùng chín thì mình ngâm phở các bạn nhé. Ngâm, nếu mà các bạn muốn ăn nhanh ấy thì ngâm nước nóng khoảng 20 phút. Còn nếu các bạn muốn ăn chậm, không ăn ngay thì các bạn ngâm khoảng 2 tiếng nước lạnh. Ok. Đấy, phở mình đây đã sẵn sàng để ăn rồi. Và mình cũng không quên luộc mấy quả trứng. Đây. Luộc trứng thì các bạn nếu mà muốn lòng đào thì các bạn luộc khoảng 7-8 phút. Còn muốn chín hơn thì 9-10 phút. Sau đó rửa nước lạnh thì nó sẽ ra. Ok. Thế là mình có một nồi phở rất là ngon rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lấy hết những cái chất bẩn ở trên này và một ít mỡ ra. Thế là sau đó mình sẽ nêm nếm và ăn thôi. Yeah. Là mình đã có một
Tô phở rất là ngon được đây các bạn ơi. Nước rất là trong, thịt rất là mềm ngon. Đấy, mình dùng cái Instant Pot đấy, rất là dễ. Thế nên các bạn hãy thử xem nhá.